Hello cả nhà, em lên con Citizen Oxy ha, hàng chính hãng còn zin rất là đẹp luôn, dạng mặt to nha cả nhà, size đo chưa đúng là 46, chạy hai máy nha, có giờ thế giới, báo thức và bấm giờ thể thao nha, có đèn nha, cả nhà. Hàng còn rất là đẹp nha. Con này cả nhà cho em 680.000 nha. Rất là đẹp luôn. Mời cả nhà mình nha.